Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Bạn hãy nhấn nút theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ nào của chúng tôi. Và hãy nhấn like, share để nhà Phương Đông có động lực để ra video mới mỗi ngày nhé. Làm thế nào để chỉ với 400 đến 500 triệu là bạn đã có thể sở hữu một căn nhà theo mong ước? Đây là câu hỏi mà chắc hẳn rất nhiều gia đình trẻ đang quan tâm. Trong video ngày hôm nay, nhà Phương Đông sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu nhà phố gác lửng phong cách hiện đại, mang mã số G2204. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ G2204, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 5,0m, chiều sâu là 15,0m. Diện tích sử dụng khoảng 130m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Có thể khẳng định, các mẫu nhà phố gác lửng đang ngày càng trở thành xu hướng xây dựng hiện nay, không chỉ vì mang đến tính thẩm mỹ cao, đáp ứng yêu cầu của mọi người, mà còn nhờ mức chi phí xây dựng hấp dẫn, phù hợp túi tiền của phần lớn các gia đình trẻ. Các bạn có thể thấy, mẫu nhà này có phòng khách 19,4m2 và bếp ăn 16,6m2 được thiết kế liên thông với nhau, tạo thành một khoảng không gian sinh hoạt chung cực rộng mở. Đây là cách thiết kế rất phù hợp với các mẫu nhà phố có mặt tiền hẹp và chạy sâu vào bên trong, sẽ giúp không gian tổng thể có sự liên kết mạch lạc, gần gũi, tránh sự bí bách, tù túng, đồng thời giúp nguồn không khí tốt và ánh sáng tự nhiên luân chuyển trong nhà dễ dàng hơn. Thay vì đặt vách tường hay quầy bar để phân chia công năng, thì chúng tôi đã đặt ở đây một tủ với các ô nhỏ, gia chủ có thể đặt các đồ trang trí, sách, rượu lên, vừa giúp tăng tính thẩm mỹ, vừa giúp căn phòng gọn gàng hơn. Tâm điểm của phòng khách là bộ sofa bọc nhung có tông màu độc đáo cùng bàn trà tròn mặt đá, sẽ là nơi để gia chủ đón tiếp và ngồi trò chuyện cùng các vị khách quý tới chơi. Phần vách tường phía sau được ốp đá và gỗ, tạo điểm nhấn ấn tượng, đồng thời cũng giúp căn phòng có cảm giác rộng thoáng, cao ráo hơn. Cầu thang đặt sát tường, rất gọn gàng và dễ dàng khi lên xuống. Phần tay vịn với những thanh sắt hộp thiết kế song song tạo hệ thống thanh chắn đảm bảo an toàn, nổi bật trên các bậc thang ốp gạch giả gỗ đẹp mắt, không gian dưới gầm được tận dụng để đặt kệ tủ và tivi. Các thành viên có thể vừa ngồi chơi vừa xem tivi rất thoải mái. Chúng tôi cũng không quên thiết kế hệ thống đèn treo, đèn LED thông minh, vừa cung cấp chiếu sáng khi cần, vừa trang trí cho không gian thêm long lanh. Khu vực bếp ăn gọn gàng với hệ tủ, bếp nấu, bồn rửa được bố trí sát tường hình chữ L, tận dụng được tối đa diện tích, mang lại không gian để các bà nội trợ thỏa sức trổ tài. Bàn ăn được đặt sát tường phía bên trái, rất thoải mái để các thành viên cùng thưởng thức những món ăn nóng sốt. Như phần cầu thang và kệ tủ tivi che bớt các đường nhìn trực tiếp từ ngoài vào. Sau bếp ăn là phòng ngủ lớn, diện tích 16,4m2 dành cho vợ chồng gia chủ. Các bạn có thể thấy vị trí sắp đặt giường, tủ, bàn trang điểm rất hợp lý, cùng cửa đi và cửa sổ mở ra hành lang, mang lại không gian ngủ nghỉ riêng tư và thoải mái. Cuối nhà là khu giặt phơi và một phòng vệ sinh chung diện tích 2,9m2. Chúng tôi đã thiết kế tách riêng bồn rửa tay ở ngoài để gia đình thuận tiện hơn khi sử dụng hàng ngày. Một sân phơi nhỏ với cửa ra ở đây sẽ giúp khu vực sau nhà có sự lưu thông không khí và ánh sáng tự nhiên, giúp không gian tổng thể mát mẻ, thông thoáng và sáng sủa hơn. Từ cầu thang, bước lên trên, các bạn sẽ tới phòng thờ 12,0m2. Nhờ thiết kế mở và thông tầng từ phòng khách lên, nên phòng thờ sẽ đảm bảo được các yếu tố về ánh sáng và thông khí cần thiết, dù có sử dụng nhiều hương khói hàng ngày. Gia chủ có thể đặt ban thờ lớn hoặc ban thờ nhỏ treo tường tùy theo yêu cầu của gia đình. Phía sau là hành lang dẫn tới hai phòng ngủ, có diện tích khá tương đồng là 12,1 và 11,9m2, dành cho các con. Hai phòng này sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung 2,9m2 ở đây, rất thuận tiện và sạch sẽ. Ngoài giếng trời được bố trí ở góc này, giúp đối lưu không khí và lấy sáng tự nhiên cho các phòng ngủ, thì gia chủ cũng có thể đặt thêm các chậu cây phong thủy trong nhà, sẽ giúp mang tới không gian xanh, sức sống tươi mới và thu hút nguồn năng lượng tích cực cho các thành viên. Như vậy các bạn vừa tìm hiểu cách bố trí các phòng công năng. Tiếp theo đây, hãy cùng nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về mẫu thiết kế này nhé. Mặt tiền ngôi nhà không có quá nhiều họa tiết, hoa văn hay màu sắc rực rỡ mà được thiết kế khá đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật nhờ các hình khối vuông vắn, mảng miếng rõ ràng, mạch lạc cùng cách phối màu tinh tế, hài hòa. Tông màu trắng sứ được lựa chọn là tông màu nền chủ đạo, kết hợp với các tông nâu gỗ, ghi xám, tạo điểm nhấn nổi bật, mang tới diện mạo trẻ trung và phá cách. Các mảng tường trang trí được ốp các tấm lam nhựa giả gỗ độc đáo, cùng hệ thống cửa kính lớn, tạo nên sự hài hòa về màu sắc và không gian. Bậc thềm tam cấp ốp đá hoa cương màu xám bạc đơn giản mà sang trọng, kết hợp khéo léo với hệ đèn chiếu,
càng nâng cao vẻ đẹp hiện đại và thời thượng. Hệ thống cửa, ô thoáng được sử dụng hoàn toàn với chất liệu kính cường lực và khung nhôm cao cấp, mang tới cho căn nhà không gian mở thông thoáng, kết hợp với khoảng sân trước, sau cùng giếng trời trên mái, sẽ giúp nội thất bên trong đón được tối đa không khí trong lành cùng ánh sáng mặt trời, tránh các khuyết điểm mà những mẫu nhà gác lửng dễ mắc phải. Mái bằng là sự lựa chọn hoàn hảo, giúp tối ưu không gian gác lửng. Tuy nhiên, để giúp tránh nóng và thoát nước một cách tốt nhất, thì chúng tôi đã kết hợp thêm hệ mái Nhật ở đây. Thiết kế đơn giản, vuông vắn, không chỉ tiết kiệm chi phí và thời gian thi công, mà còn đặc biệt hài hòa với kiến trúc hình khối mảng miếng của phong cách hiện đại. Phía trước là khoảng sân được ốp đá dối chống trơn trượt, tạo sân chơi ngoài trời rộng rãi, đồng thời gia chủ cũng có thể đỗ xe và ra vào thoải mái. Các chậu cây xanh cũng được bố trí khéo léo ở các góc hay sát chân hàng rào cổng, giúp tô điểm thêm và mang tới vẻ đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống. Thiết kế này cũng phù hợp với yêu cầu của bạn trong ngôi nhà tương lai hay không ạ? Hãy nhấc máy và liên hệ ngay với nhà Phương Đông tại hotline 0888 625 888 để được tư vấn thông tin chi tiết nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.